10 nè. Tối nay thì mình có con heo nó chuẩn bị đẻ nè các bạn. Để một tí nữa nó quay lúc cắn ổ cho các bạn xem nha. Hồi chiều nay chuẩn bị mưa quá trời các bạn ơi. Bây giờ đang chuẩn bị mưa gió quá trời, một tí nữa là mưa lớn lắm đó. Hồi chiều thì mưa lai gai rồi. Đây là mấy bầy nó đẻ rồi nè. Đây mình quay cho các bạn xem, ở đây là mấy bầy nó đẻ xong rồi nè. Để một tí nữa thì mình sẽ quay chi tiết các bạn xem những cái bầy đó nha. Đây mình quay cái con mà chuẩn bị đẻ cho các bạn xem nè. Đây cái con này nè các bạn. Con này là con hai máu nha, nhưng mà mình phối tinh thịt, nó chuẩn bị đẻ. Đó các bạn nhìn thấy cái bụng đó nè, nó cắn ổ hồi chiều giờ nó quậy gầm gầm nha các bạn. Còn mấy bầy này thì mình mới tách bầy nha. Đó bầy này thì mình chưa tách bầy, bầy này là bầy giống. Đó các bạn nhìn thấy mê không, tối giỡn kìa. Đó còn đó các bạn nhìn thấy cái bụng rồi, để một tí nữa nó nằm xuống đi rồi mình quay cho các bạn xem thử nha. Cái clip này thì các bạn thử đón xem với mình là con heo này nó sanh được bao nhiêu con các bạn. Một tí nữa thì mình quay bụng cho các bạn xem để các bạn cùng đón với mình nha. Rồi nó nằm rồi các bạn ơi, để mình quay lại cho các bạn xem nha. Đó nó nằm nè, các bạn thấy bụng nó không, nó mới nằm vậy thôi đó, nó mới nằm có nghiêng một bên thôi đó. Nó đau bụng chiều giờ rồi mà nó chưa bể nước ối nữa. Rồi một tí nữa nó có cắn ổ thì mình quay thêm cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn, con heo nó cắn ổ nè, thường thường là nó lấy cái mỏ nó ủi dưới nền nè các bạn, hoặc là nó cạp sắt nha. Đó, nó nằm xuống rồi, các bạn thấy mỏ nó ủi dưới nền không? Nhầm con nó cắn ổ nó đau dữ á, là nó ủi giống như nó ủi đất vậy đó. Rồi mấy con mà nó đau dữ nữa là nó cạp sắt, nó cạp găng của nó cạ sắt là cụp vậy đó. Để một tí nữa nó nằm đi rồi mình kiểm tra sữa cho các bạn xem luôn, dễ kiểm tra sữa. Còn bây giờ thì mình kiểm tra cũng được nữa. Để mình kiểm tra sữa thử nha, để nó nằm xuống đi rồi mình kiểm tra sữa. Đó, nó nằm nó đưa vú gì đó. Rồi để mình kiểm tra sữa cho các bạn xem nè. Hai vú này nha. Đó, sữa nó 4 thành tia nha. Nè. Đó nó 4 hình tia nha các bạn. Heo mình nó gặn nè các bạn. Heo con chuẩn bị ra nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, nó gặn, đang gặn nha. Rồi heo con ra các bạn nhìn nha. Đó. Một con ra đầu trước nè, mình kéo nó ra nè. Đó. Heo cũng to đó các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Con heo nó cũng to nha. Con heo ra là khỏe mạnh bình thường thì mình không cần can thiệp gì hết nha các bạn. Nó thở được bình thường nha, khi nào mà nó không thở được á là nó giật nó dãy dãy rồi. Còn cái này á là nó thở bình thường. Đó, ra con đầu tiên là to nha. Thì các bạn cùng đón với mình là xem con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Mình quay bụng nó cho các bạn xem nè. Cái con này á thì mình đoán là dao động là khoảng 12, 13 con nha. Thì các bạn đoán bao nhiêu con á thì các bạn cứ bình luận xuống video với mình nha các bạn. Rồi để mình lau chùi con này, mình bỏ vô sọt ấm đi. Rồi đây là con đầu tiên nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để cái con này vô sọt cho các bạn nha. Để giữ ấm cho nó nè. Con đầu tiên cũng khá to đó các bạn. Để mình xem cái con heo này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Rồi tiếp tục con thứ hai ra nè các bạn. Đó con thứ hai để mình chùi nó nha. Nó chắc nó muốn ngọt thở rồi. Không, con thứ hai cũng thở được luôn rồi. Đó đẻ rất là nhanh luôn. Mình vừa chùi con đó xong mình đi rửa tay là quay lại đẻ tiếp rồi. Heo to nha các bạn. Ê, bầy bên đây nè, mình mới để thức ăn xuống cho nó ăn nè. Nó bu lại nó ăn nè. Ở đây á, thì mình ngâm cám nước cho nó ăn chung với amốc. Để cho con nào nó cũng có thuốc hết nha. Cũng có kháng sinh trong người nó hết trơn á. Còn mà ăn khô á thì con ăn được kháng sinh nhiều, con ăn được ít. Ăn amốc để chống tiêu chảy nha các bạn. Heo mình đang gặn con thứ ba nha các bạn. Có, con này là gà chân sau trước nha, con này gà đuôi trước nha. Đó. Nó gà nè các bạn, để mình kéo tiếp nó nha, để nó gặn nó mệt. Rồi gà luôn rồi. Đó. Đây là con thứ ba nha các bạn, heo mình rất là to luôn nha. Nó đẻ ba con rồi mà bụng nó vẫn còn nhô nè, mình quay các bạn xem nè. Đó các bạn cùng đón với mình thêm là con heo này nó đẻ được bao nhiêu con. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha.
Mình quay cho các bạn xem heo của mình nãy giờ là được 3 con nè các bạn. Đó, 3 con rất là to, rất là đều luôn. Rồi để xem coi nó có gặn được con nào nữa hay không nha. Nó đang chuẩn bị gặn nữa các bạn. Rồi khi nó đẻ tiếp đó thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Heo mình chuẩn bị gặn con thứ tư nè các bạn. Nó bắt đầu nó gặn quá trời luôn rồi nè. Nước ối nó ở dưới cái nền đó các bạn thấy không? Đây có phân su nữa nè. Để mình cho các bạn xem rõ hơn nha. Đó, có phân su nữa đó. Bây giờ nó đang gặn nè. Đó. Con này đẻ rất là dễ dàng luôn các bạn. Con to đẻ rất là dễ dàng luôn nha. Heo này rất là dài đòn luôn. Con heo này là heo tơ, hai máu, sinh sản lứa đầu tiên nha các bạn. Đó, tinh này là tinh thịt nha. Đây, mình quay lên cho các bạn xem nè. Đó. Heo tơ, hai máu chạy, tinh thịt. Phối ngày 29 là đẻ ngày 22 tháng 7 nha. Hôm nay là đúng ngày luôn nha các bạn. Rồi, heo mình được 4 con rồi. Rồi, để mình đi chùi con này đi rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi heo mình ra con thứ năm kìa các bạn. Đó, con thứ năm này ốm quá các bạn ơi. Con thứ năm này các bạn sẽ lấy lòi sinh sống không? Con thứ năm này nó không đủ dinh dưỡng nè, nó mới ốm như vậy đó. Vậy đó, nó đẻ ra nữa kìa các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, con thứ bảy rồi các bạn ơi. Con này con thứ bảy rồi nha. Con này thì nó cũng nhỏ như cái con vừa rồi vậy đó, nó không có bự bằng con vừa rồi đâu. Ồ, cái con thứ bảy này nó nhỏ hơn cái con vừa rồi nữa.
Rồi đây là con thứ bảy nè, mình để con thứ bảy này con giò sọt nha, rồi mình quay cho các bạn xem chi tiết cái đàn heo của mình nha. Đó, 3, 6, 7 con. Đây nè, để mình quay lại gần mình cho các bạn xem là heo của mình 7 con nè, xem coi là mình nói có đúng hay không nha. Đó, các bạn đếm coi phải 7 con không? Đó. 3 con với 4 con là 7 con nè. Có 2 con hơi nhỏ nhỏ các bạn. Bây giờ nó giành bú kìa. Đó, con bên đây nó gặn nữa rồi. Nó gặn nữa rồi. Nó gặn ra nữa nè. Nè, ra đây các bạn. Đó, thấy chưa? Con thứ 8 luôn nha. Rồi để mình xử lý con này đi, nhớt nhiều quá. Các bạn đoán thử nha, heo của mình 8 con rồi, bụng vẫn còn to lắm. Bây giờ nó gặn nữa kìa. Mình mới cái vừa rửa tay xong mà nó gặn nè. Đó, dạ, con thứ 9 luôn nha các bạn. Rồi, con này là con thứ 9 nha. Heo của mình thì các bạn cùng đoán với mình là nó được bao nhiêu con nha. Khả năng con này là 12, 14 con là có nha các bạn. Nó đẻ rất là nhanh luôn.
chín luôn, bỏ vô luôn nha. Đây để mình quay nha cho các bạn xem nè, nó đẻ được 9 con rồi mà nó đẻ rất là nhanh luôn mà bụng nó vẫn còn u nha. Rồi để mình quay nha cho các bụng nó u cho các bạn xem, để cho các bạn đón cây còn heo hay không nha. Hiện tại là 9 con nha các bạn, là có thể là con heo này có thể là đẻ dao động là từ 12 đến 14 con nha. Thì các bạn đón bao nhiêu con thì các bạn cứ bình luận xuống đi. Các bạn thấy kênh của mình hay nhá thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn nha. Heo mình nãy giờ sinh được 5 con các bạn, nó gặn ra một con nữa nè. Mình qua đây mình quay cho các bạn xem nè. Đây nè các bạn. Nó nhỏ quá, chứ mình ngồi xuống á, nó quay không tới. Đây, con heo của mình nè. Đó, con heo này nó mới sanh luôn nè các bạn. Đây là con thứ 6 rồi các bạn ơi. Đi đi. Để mình lau chùi con này đi rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Con này nó nhỏ nhất trong bầy luôn. Con kia mấy con kia 10 á thì con này chỉ 8 thôi. Mình lấy dây mình buộc cúng cho nó. Rồi mình cắt cúng rồi mình để vô chung với những con đẻ trước nha. Rồi mình buộc cúng xong rồi các bạn, bây giờ mình để xuống chung nha. Đó, 5 con rồi. Rồi nó đẻ tiếp nữa thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Đó, nó đẻ ra nữa kìa các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Con thứ 7 rồi các bạn ơi. Con này con thứ 7 rồi nha. Con này thì nó cũng nhỏ như cái con vừa rồi vậy đó, nó không có bự bằng con vừa rồi đâu. Ồ, cái con thứ 7 này nó nhỏ hơn cái con vừa rồi nữa. Rồi đây là con thứ 7 nè, mình để con thứ 7 này con giọt sọt nha, rồi mình quay cho các bạn xem chi tiết cái đàn heo của mình nha. Đó, 3, 6, 7 con. Đây nè, để mình quay lại gần mình cho các bạn xem là heo của mình 7 con nè, xem coi là mình nói có đúng hay không nha. Đó, các bạn đếm coi phải 7 con không? Đó. 3 con với 4 con là 7 con nè. Có 2 con hơi nhỏ nhỏ các bạn. Bây giờ nó giành bú kìa. Đó, con này nó gặn nữa rồi. Nó gặn nữa rồi. Nó gặn ra nữa nè. Nè, ra đây các bạn. Đó, thấy chưa? Con thứ 8 luôn nha. Rồi để mình xử lý con này đi. Nhớt nhiều quá. Rồi heo mình tiếp tục gặn nữa các bạn. Các bạn đón thử nha. Heo của mình 8 con rồi, bụng vẫn còn to lắm. Bây giờ nó gặn nữa kìa. Mình mới cái vừa rửa tay xong mà nó gặn nè. Đó, dạ, con thứ 9 luôn nha các bạn. Rồi, con này là con thứ 9 nha. Heo của mình thì các bạn cùng đoán với mình là nó được bao nhiêu con nha. Khả năng con này là 12, 14 con là có nha các bạn. Đây, để mình quay nha cho các bạn xem nè.
nó đẻ được 9 con rồi, mà nó đẻ rất là nhanh luôn, mà bụng nó vẫn còn u nha. Rồi để mình quay nha, cho có bụng nó u cho các bạn xem, để cho các bạn đón cây còn heo hay không nha. Hiện tại là 9 con nha các bạn, là có thể là con heo này có thể là đẻ dao động là từ 12 đến 14 con nha. Thì các bạn đón bao nhiêu con thì các bạn cứ bình luận xuống đi. Các bạn thấy kênh của mình hay nhé thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn nha. Đây nè các bạn, để mình quay cái bụng nó cho các bạn xem nha. Đó, mình quay theo cái chiều này nè, các bạn thấy cái chỗ này nè, nó cái chỗ này nó u lên nè, là nó vẫn còn heo nha. Nó là 9 con rồi mà nó vẫn còn u nha. Đó. Trong đây là 9 con rồi nè các bạn. Nó sắp gặn nữa kìa, mình thấy nó ra nước ối nữa kìa. Rồi để mình chỉnh camera lại thì mình quay tiếp cho các bạn nè. Cái bầy bên đây, đây là cái bầy heo con bên đây, mình mới cho nó ăn, nó giỡn, nó cắn lộn xong rồi bây giờ nó quay qua nó ngủ rồi nè. Đó. Ôi, nó muốn gặn nữa kìa, kìa kìa. Đó, coi coi có ra con nào nữa không. Rồi ra luôn các bạn ơi, nó ra luôn nè, nó đây là con thứ 10, con thứ 10 này nhỏ các bạn ơi. Con thứ 10 này ốm giống như hình như là con như con thứ 8 nãy vậy đó. Con thứ 7 nãy vậy đó. Đó, hiện tại là được 10 con nha, 10 con mà bụng nó vẫn còn nhô nha, các bạn nhìn kỹ nè, nó vẫn còn nhô, vẫn còn đạp nè. Đó. 10 con rồi. Rồi, con thứ 11 ra nè các bạn. Trời ơi, quá trời rồi. Để mình chỉnh sửa nó lại coi. Thấy nó ra cái gì không biết, là có phải là bị khô thai không? Thấy nó ra một bọc. Để mình coi lại kỹ lại nha. Rồi, đây nè các bạn. Đây là con thứ 11 nha. Còn cái cục đó là con thứ 12 đó các bạn. Đó, nó bị khô nha. Nó nhỏ quá thì mình bỏ, mình không tính luôn. Mình tính con thứ 11 thôi. Đó, heo mình được 11 con. Trong đây được 10 con rồi nè. Rồi để bây giờ mình thả 10 con này ra bú trước đi. Rồi chừng nào mà rồi 1-2 con mà xanh sao này á, thì khi nào mà những con 10 con này nó bú no rồi á, mình bắt nó vô, mình bỏ con xanh sao, những con mà đẻ sao á là ra cho nó bú nha. Bây giờ cái sọt mình nó đựng không hết rồi. Đó, ăn no ngủ nè, một dọc luôn. Rồi xử lý con bên đây rồi cho nó bú nha các bạn. Này các bạn coi nè các bạn, cái con này mình vừa chùi xong, mình buộc rúng xong, đẻ ra ăn con nữa rồi nè. Đó, đây là con thứ 12 nha các bạn. Con thứ 12 mà bụng nó còn u nè. Đó, các bạn thấy không? Thì mình mong là nó còn khoảng chừng 2 con nữa thì đẹp nha các bạn. Đó, hiện tại là heo mình được 12 con nha. Hai con này mình để ngoài đi, mình bắt 10 con nó ra cho nó bú xong rồi mình bỏ hai con này vô sau. 12 con nha. Đó, tổng thể đàn heo của mình nè. Ô, mấy con này nó bú nè. Rồi để mình chùi con này luôn. Mình mới vừa đẻ ra một con đó các bạn. Mình xin phép mình làm mờ nha. Cái con này là chích lưu là khoảng chừng 2 tuần trước rồi các bạn. Nó rất là mềm luôn nha. Đó, trong đây là nó còn 12 con. Chưa kịp cho bú nữa thì nó đẻ ra nữa rồi. Con đó là con thứ 13 các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ bắt cái đàn heo mình ra cho nó bú nha. Mình đóng cái cửa này lại đi. Rồi, qua đây nào camera. Xong rồi. Đây. Ở đây cũng có một cái camera để mình theo dõi con heo này nè các bạn. Bây giờ mình thả ra để cho nó bú nha. Đây nè. Hai con mà mới sinh sao á là mình để cho nó bú luôn nha các bạn, mình không có nhốt lại luôn nha. Nó mình thấy nó mạnh rồi, mình để cho nó bú luôn. Ở ngoài là hai con rồi nha. À, 4 nè. 6 nè. 8 nè. 10 nè. 12 nè. Đó, tổng là 12 con rồi nha các bạn. Rồi, tổng là 12 con rồi các bạn ơi. Nó đẻ ra một con nữa kìa. Để mình nuôi bảo mình coi cho các bạn coi nè. Nó mới đẻ ra một con nè. Đó các bạn thấy không? Các bạn thấy cái con nó mới đẻ ra không? Con rất là to luôn. Rồi để mình lau chùi con đó nha.
Đây nè các bạn, đây là con thứ 14 nè các bạn ơi. Cái con hồi nãy là một cái con là bị khô nha, còn con này là con thứ 14 mới đẻ ra nha. Rồi bây giờ mình quay tổng đàn mình cho các bạn xem, các bạn kiểm lại coi thử giống như nãy giờ là mình nói hay không nha. Đây, ở đây là ba con nè. Ba con ở đây, bốn con là bảy con nè. Bảy con ở đó, bốn con là 11 con. Đó, ở ngoài này một con là 12 con, trong sọt một con là 13 con. Khô thai nãy một con là 14 con với một con nhỏ nãy mình không tính đó, là heo mình khả năng là sinh được 15 con nha. Nhưng mà mình thấy cái bụng nó vẫn còn u, còn nhô cao nè. Cái chỗ này nè, chỗ này nè, nó còn nhô chỗ con gùi đậu các bạn, là nó còn nhô. Nhưng mà mình không biết cái đó là con hay là nhau nha. Đó, cái đó nó còn nhô nha, nãy giờ nó chưa ra miếng nhau nữa trơn các bạn. Rồi cái qua của nó bây giờ là nó sưng rồi, nó bị phì, nó sưng rồi. Rồi các bạn nhớ đón xem hết clip của mình, xem là con heo mình đẻ được bao nhiêu con nha. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn nha. Đó, bây giờ nó bu lại, nó bú rồi nè. Quá trời luôn rồi. Đó, nó la mấy bầy bên đây thức luôn nè. Ồ, nhìn mê không? Cái này là hai bầy mình nhập một đó các bạn. Mình mới tách bầy hôm nay luôn đó. Còn cái bầy bên đây mình chưa cắt đuôi nữa nè. Mình cắt đuôi thì sợ hai bầy các bạn, nó chèo qua chèo lại, nó nhảy qua, mình sợ lộn nha. Bên đây là cái đàn giống của mình sợ lộn. Còn bên đây là cái đàn heo thịt nha. Đó. Để một tí nữa thì nó bú tổng đàn, nó gom lại á, mình quay cho các bạn xem nó mới đẹp. Đó, đàn bên đây nó chu chu đít vậy nè. Rồi, con thứ 15 luôn các bạn ơi. Đó, đây nè các bạn. Heo mình nãy giờ là đẻ được 15 con rồi nha. Đó, nếu mà tính luôn con nhỏ là nó được 16 con rồi đó. Đây là sự khác biệt giữa heo hai máu và ba máu nha các bạn. Heo mình đang sanh á, đang đẻ đó là hai máu nha. Bên đây là ba máu, ba máu đẻ con này 20 con nè. Con này là được 15 con rồi, như 16 con rồi đó. Hai máu lứa đầu tiên nha. Mà mình thấy bụng vẫn còn nhô nữa, là không biết là còn con nào nữa hay không nha. Mình thấy vẫn còn nhô nha. Rồi các bạn nhớ theo dõi hết clip nha. Đó, bây giờ nó gom lại, nó bú rồi nè. Đó, còn một con đằng kia đó. Đó, rồi còn một con mới sanh đằng kia kìa. Một con ở trong đây nữa. Ở ngoài là 12 con. Ở đây một con là 13 con. Đó, một con là 14 con. Con khô thai nãy là 15 con. Với con nhỏ đó là 16 con đó. Nhưng mà vẫn còn, mình thấy bụng nó còn nhô. Mình chờ một tí nữa coi còn con nào hay không thì mình quay tiếp cho các bạn xem. Đây các bạn dòm heo với mình nè. Đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ở ngoài là 12 con. Trong đây là hai con là 14 nha. 14 con ngọt nãy là 15. Với con nhỏ đầu tiên là 16 rồi đó. Đó, con heo giống đầu tiên. Đây là con hai máu mà lứa đầu tiên của nó. Mà nó sanh được cỡ đó rồi đó. Các bạn thấy không? Nếu mà heo ba máu á, thì nó sanh dao động từ 8 đến 12 con thôi. Thường thường là lứa đầu là 10 con, 11 con là nhiều. Tùy theo giống mà... Tùy theo con giống với mà tùy theo cái nguồn gốc mà các bạn để nái nha. Chứ không phải là heo nào mà xanh nhiều mà nó để nái cũng được nha các bạn. Ví dụ như là heo mình thấy á, là heo CP. Con mẹ nó đẻ rất là sai. Nhưng mà để con của nó là nó đẻ không được bao nhiêu con hết. Nó đẻ tầm 10, 12, 13, 14 con là nhiều rồi. 17, 18 con là hiếm gặp lắm. Đa số là mình gặp là 10 đến 12 con. Nên các bạn lưu ý về vấn đề chọn giống nha. Không phải con nào đẻ sai là chọn cũng được đâu. Tùy theo nguồn gốc con giống mà các bạn chọn giống. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Rồi, heo mình tối đêm nay đã sanh xong rồi các bạn ơi. Tổng cộng là heo đang bú là 14 con nha các bạn. Hồi nãy thì 12 con mình thả ra trước đó, với hai con ra sau á là 14 con nha. 14 con với nó chết khô một con là 15, với hai con nhỏ nữa các bạn. Cái con nhỏ lần lúc đầu mà mình quay cho các bạn xem một con đó là con nó con 16, và cái con mới ra chung với cái chùm nhau sau á nó cũng cỡ con đó
là 17 con. Heo mình nó đẻ được khả năng là đẻ được 17 con, nhưng mà heo sống hiện tại là 14 con nha. Có heo giống hai máu lứa đầu tiên. Đây là tinh thịt nha các bạn. Heo này là heo con là heo ba máu nha, con mẹ là hai máu. Đó, như bầy này là cũng ba máu nè. Bầy này là hai máu nè. Bầy này thì có một số con cái thì mình để lại mình thay đàn của mình cho những con mà ba máu mà đẻ ít nha. Heo mà lứa 1, lứa 2 mà nó đẻ không đạt 12 con á là mình loại những con đó các bạn. Đó, nhưng mấy con này thì đẻ tốt bình thường rồi. Như con này nè, con này bảo hiểm là tự đẻ nè. Con này là con heo thịt mình lấy qua mình để đại thôi, nó tự đẻ 5 con luôn. Nên các bạn không có thấy clip này mình đăng lên nha. Đây nè các bạn. Đây là heo heo tơ nè, lòng số 3 heo tơ nè, này là 4 máu nè, tạm nè các bạn. Nó mình lấy qua mình để tạm thôi, tinh thịt nha. Các bạn thấy clip của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Đó, mình quay tổng thể đàn heo của mình lại một lần nữa nè. Đó, bố như các bạn nhìn thấy đẹp không? Quá tốt luôn nha. Rồi, clip mình kết thúc tại đây nha các bạn.